các cái thực phẩm này ở quán này em được biết là các cô chú ấy là đóng thùng xốp cho mình đấy, nếu mà chị muốn mang về nhá. Bạn em lên làm kia, bạn bán hàng kia. Lại một lần nữa xin chúc mừng quý khách lên lần nhá, đã có mặt ở Đông Âu rồi, đã được ăn uống ngon đi. Đây là Sapa và có tên gọi khác nữa đó là Little Hà Nội. Mục đích của chúng ta đến đây là như thế nào ạ? Mục đích các anh chị biết mục đích của chuyến đi này là như nào không ạ? Là gặp gỡ tại Praha nhá, rồi ăn cháy chợ Sapa. Và ngày mai chúng ta sẽ lên làng cao nguyên hữu tình. Đấy. Rồi cơ hội để chúng ta được ngắm tối nay này, chiều nay này, ngay chiều nay chúng ta có cơ hội ngắm hoàng hôn chốn cổ tình nhá. Rồi các chị được tiêu tiền cu. Đấy, và các anh trai được uống bia dê đen. Đấy, tối nay là có một, xin giới thiệu với bạn, hôm nay là có một chị mới. Vâng, chị là YouTuber và em hy vọng là sau buổi ngày hôm nay chị có thêm rất nhiều fan. Vâng. À, chị ngồi ở cuối đoàn kia, tí nữa em sẽ giới thiệu thêm sau và chị sẽ cùng chúng ta đi vào trung tâm bây giờ. Anh chị đoàn ở đây này sẽ dẫn chúng ta đến một quán ăn mà rất là độc đáo. Em được biết là hôm nay cái quy ở đấy họ nấu luôn ở đấy nè. Đấy. Rồi các tiết mục sau này tối nay là như thế nào thì có thể là tùy thuộc vào các anh chị. Cái này như đậu, phô mai á, mới đậu đâu? Không, đậu à, thô khô á, chắc là... Tí nữa là ông xã của em đến cùng người ta cắt hết cả. Đâu, tôi đi cạnh nhà đấy, đi là tầng dưới cùng vậy, nó có 6 tầng. Lúc nãy chị hát mưa rừng ơi mưa rừng thì mưa có rừng được một lúc, sau đó lại mưa tiếp và bây giờ mưa lại tầm tã, hạt mưa nhớ ai mưa triển miên. Chúng tôi đang đến với lâu đài Jet Ski Krung Lop với diện tích hơn 6 hectare. Đây là quần thể lâu đài lớn thứ hai ở Cộng hòa Séc sau lâu đài ở Praha. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên những bức tường kia còn gọi là cầu áo choàng, có 3 tầng nối hai phần của lâu đài. Lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 13, đây là nơi sinh sống của các gia đình quý tộc Bohemia xưa. Cái cháu đang quay. À, đang quay. Nhỏ, phố nhỏ. Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
củ. Đẹp lắm mẹ. 12 cây su. Ra đây. Chúng tôi đang ở trên một trong ba tầng của chiếc cầu mang tên Áo Choàng. Vất vả không? Ở bên này ngày xưa không như nước Anh hay là nước Mỹ hay là nước nước Đức hay là những nước tư bản gọi là phương Tây. Ở bên này là người Việt là xuất hiện đây từ năm 1969. Lần đầu tiên là người Việt đã có mặt ở bên này và sang học đại học và sau đó học nghề. Sau năm nữa học nghề thì đến năm 79 trở đi. Sau năm 79 thì bắt đầu có xuất hiện một số trường hợp đầu tiên là sang lao động, gọi là thời gian gọi là cách mạng Nhung. Tất cả đấy sau khi cái cuộc cách mạng Nhung, tức là tiệp thay đổi chế độ, gần như là mình cảm thấy 100%, tức là đang ở một cái chế độ xã hội nghĩa sang một cái chế độ hoàn toàn không biết là chủ nghĩa gì, mới cực kỳ luôn. Mọi người trẻ thì coi nhảy dù sang các nước Tây Âu, sang Đức, sang Áo, rồi sang Hà Lan vượt biên thôi, ngày ấy chỉ vượt biên thôi, xong mọi người là sẽ lang bạt ở mọi nơi, còn một số ở lại, đúng không? Nó mà xin được cái giấy tờ kinh doanh, người ta gọi là kinh doanh đấy, thì đi buôn bán, thực ra là buôn thúng bán mệt thôi. Sau một thời gian thì ở trên những cái vùng nước Tiệp này, ở đây gần đây có mấy cái chợ biên giới, thế là mình mở ra cái chợ giống như là chợ quê ở Việt Nam đấy, nhưng mà bên này này nó không lộn thuộm như thế, người ta dựng theo những cái lều, lều đấy, cả cái chợ lều gỗ đóng như là cái container đấy, nên là người ta sẽ bán bên Việt Nam mình bán đây. Đấy, thành một cái nhóm hội, sau bắt đầu mới có những người ở Liên Xô sang này, ở các nước sang bên này lại tụ lại đây, và như một số họ hàng bà con người ta đón sang bên này. Ngày xưa là xin cái giấy mời để cho một cái giấy gọi là sang tham quan hay là sang du lịch, nên lúc đó sang đây cái là người Việt mình là xin kinh doanh và ở lại luôn 1.000 người. Và nước Tiệp chỉ có 10 triệu dân thôi, nhưng mà là người Việt Nam mình đã có tới hơn 60 ngàn. Hay thật, hay thật. Thank you.
pin cũng không quay cảnh đấy, chỉ quay một góc thôi. Nhưng mà thấy như này thì tự nhiên là nhìn được tất cả hai bên này là không có gì che cả, làm sao mà lý do đấy nhiều người lên đây người ta nói là rất thích đồ đấy. Nhưng lịch sử thế này mà 10 phút nữa đây kia ơi, đây kia ơi, chị in ra mất chị là thật tuổi đây có gì đó là cổ xưa thiên nhiên đấy, nên là đây là cái là mình nhìn là mình sẽ mấy đời cháu mình chơi không biết mua đây không. Lâu đài này phải có an ninh lâu đời nhất ở xứ. Đây nằm trong quần thể lâu đài ạ. Và một lát nữa sẽ đến cầu Tình nha. Đây là gặp đúng hoàng hôn. Ban ngày thì là nhiều trong vàng, cả mọi tối thì tím ạ, thành màu tím rất đẹp, hoàng hôn rất. Mọi thứ thành phố trở tím. Ban ngày thì màu vàng. Cái bọc nhiều nhỉ? Bị sữa mà. À, bị sữa. Đấy là trẻ sống cao. Bị sữa. Tí nữa uống cho đây là bia dê đen thế này. Tí nữa một belly. You're sharing? Yeah, we're sharing, yeah. Four plate. Quay mắt. That's all. Trải nghiệm đóng vai người du lịch ở Anh Sang và ăn sáng cùng đoàn trong khách sạn cạnh Palladium, sau đó đi vườn hồng. Không gian luôn. Đây là chụp ảnh này là ta không thích chụp thì biết tại sao? Tại vì là ông là người Liên Xô. Nào. Đây nữa, kiểu này nữa. Em quay luôn. 1 2. Cái này người mẫu mệt lắm, không phải chân dùng cái này. Dạ, ok, rồi, đứng đủ. Quán này quán rất là dốc, đó là bình thường được à, xuống nữa thì xuống nữa.
Và đây làm không? Trải nghiệm tàu ngầm tại thủ đô Praha. Cùng ta đi tàu chìm nhé, xong tàu nổi nhé. Hai bến thôi, hôm nay là lạc ở đây hơi bị khó tìm nữa anh chị nhé. Hai bến là mình xuống, sau đó mình đi tàu nổi. Đúng rồi. Đây là một trong những sâu nhất để đi rất nhanh, nhanh gấp đôi ở trên London. Điểm cuối cùng của đoàn du lịch anh em trước khi ra chợ. Praha là có ba cái quảng trường à, đúng không ạ? Trường con gà, con ngựa, rồi quảng trường con ngan nữa. Lớn là quảng trường con ngan, ngõ to nhất quảng trường con ngan. Đoàn chúng ta đằng sau đó bảo tàng quốc gia. Chị ơi, có gì YouTube chị đăng tin lên nhé để mọi người xem. Tôi lại có. Bye bye bye.